Thưa quý vị, trước tình hình giá xăng dầu đã chạm ngưỡng cao nhất kể từ đầu tháng 3, nhiều doanh nghiệp dự báo là giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục tăng trong kỳ điều hành tới. Và tại thành phố Hồ Chí Minh, giá xăng nhập khẩu đã bao gồm chi phí vận chuyển đến ngày 27 tháng 5 là ở mức 154,26 đô la Mỹ một thùng đối với xăng RON 95 và 146,08 đối với xăng E5 RON 92. So với 10 ngày trước thì giá bán xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore hiện là cao hơn giá bán lẻ xăng trong nước là khoảng 350 đến 850 đồng một lít và theo đó thì giá bán xăng trong nước ngày mùng 1 tháng 6 sẽ tăng khoảng là 350 đến 850 đồng một lít, đưa giá xăng RON 95 có thể là vượt 31.000 đồng một lít. Còn tại miền Bắc thì xu hướng giá xăng kỳ điều hành tới có thể là tiếp tục tăng lần thứ 5 liên tiếp. Và được biết thì miền Bắc hiện mức chiết khấu xăng là 400 đến 500 đồng một lít và dầu là 1.100 đến 1.200 đồng một lít. Miền Nam chiết khấu xăng là ở mức 350 đến 400 đồng một lít và dầu là ở mức 1.050 và 1.100 đồng một lít.